Xin chào các bác và các anh em. Buổi tối nay thì em cũng tranh thủ căn chỉnh mấy chiếc vang số của các anh em ở các tỉnh thành gửi đến căn chỉnh. Để trong đó có một chiếc vang số của hãng JBL với một em là KX180. Thì chiếc vang số này là của người bác ở Hải Dương, bác ấy gửi đến cho em và nằm trong một cái bộ dàn phải nói rằng là chất lượng về loa và đầy cũng như là mic. Một bộ dàn mà có lẽ rằng cái giá thành của bộ dàn này cũng không phải là rẻ, rất là nhiều tiền. Loa chất lượng, một đôi bốt 601 CD3, một đôi bốt 301 AV, bộ mic Beyer và đẩy cờ dao. Và kể cả là em căn chỉnh cho bác này thì em sẵn sàng như vậy chia sẻ với lại các anh em về cái số điện thoại của cái bác này. Bác ấy gửi ban số đến cho em là căn chỉnh ở Hải Dương. Bởi vì đối với dòng ban số JBL ấy, em có thể là tự tin để mà nói chuyện với các anh em và sẵn sàng chia sẻ với lại các anh em đang sử dụng cái dòng vang số JBL KX180 này, có thể liên hệ với em qua Zalo. Em có thể là chia sẻ cho các anh em một cái cấu hình để các anh em nếu như biết về phần mềm, biết về máy tính, có thể add vào để mà sử dụng cái cấu hình mà em đã làm ở trên cái dòng vang số JBL KX180. Bởi vì qua cái quá trình căn chỉnh, trước đây em có bán rồi, trước đây em có bán JBL KX và sau đó thì có rất nhiều anh em ở các tỉnh thành gửi đến để căn chỉnh. Thì trong quá trình căn chỉnh thì hàng ngày em rút kinh nghiệm, tham khảo các ý kiến của các bác và anh em khi mà em căn chỉnh vang số cho các anh em. Thì em dần dần em rút ra được những cái kinh nghiệm để mà căn chỉnh đem lại một chất âm tương đối tốt ở trên cái dòng vang số KX180. Và cũng để cho cái vấn đề mà nó liền mạch về cái vấn đề chia sẻ của em trong cái buổi tối hôm qua. Hôm qua thì em có chia sẻ với các anh em về cái vấn đề con chip ở trên những chiếc vang số. Thì hôm nay nhân tiện căn chỉnh mấy chiếc vang số này, một chiếc vang số X6 của chúng em ở Bắc Ninh, chiếc vang số X6 Bắc Ninh, một chiếc 1080M của một chú em thì ở Thái Bình, và một chiếc JBL KX180 ở Hải Dương. Thì những chiếc vang số này thì nó chạy những con chip mà nó khác nhau, giả dụ như là X6 thì chạy con chip Anilog Device 21375, còn 1080 và JBL KX180 thì chạy con chip là 2489. Thế thì con chip thì nó là một chuyện, còn những cái gì mà con người sẽ can thiệp vào con chip đấy để mà có một cái chất âm hay ở trên chiếc vang số, đấy là một vấn đề. Và em sẵn sàng chia sẻ với các anh em một cái cấu hình ở trên cái dòng vang số JBL KX180 để cho các anh em có thể là biết về phần mềm, biết máy tính, có thể là sử dụng được. Và em chia sẻ là chia sẻ mang cái chất ở thực tế luôn, chứ không phải là cái việc mà như vậy là mình chỉ nói mồm không thôi. Mình chỉ nói trên lý thuyết và không có cái sự thử nghiệm bằng chất âm và thông qua loa, thông qua mic và thông qua những thiết bị âm thanh kết nối. Thì cái vấn đề đấy chia sẻ thì nó chỉ mang tính chất là nó là lý thuyết. Nhưng đối với em là một cái người mà thợ kỹ thuật và sẵn sàng chia sẻ các bạn anh em về cái thông tin người dùng cũng như là các cái phương pháp căn chỉnh trên chiếc vang số để cho các bạn anh em có thể tham khảo. Thì đây là chiếc vang số JBL KX180. Thì những cái gì nó sẽ ảnh hưởng đến cái con chip ở trên cái dòng vang số này, một con chip đời cao, nhưng những cái gì nó sẽ ảnh hưởng, rất nhiều chỗ ảnh hưởng, nhưng cái cơ bản thì các bác sẽ nắm được là đây là cái phần effect ở trên chiếc vang số JBL KX180. Và hai cái mục mà nó sẽ ảnh hưởng nhiều nhất chính là cái mục dirty của trong cái phần echo và dirty ở trong cái phần reverb. Nó tương ứng với lại như vậy là cái âm thanh trực tiếp ở trên các cái dòng vang số DX cũng như là cái âm thanh trực tiếp ở trên cái dòng vang số CISO 1080M. Khi chúng ta đặt sai, khi chúng ta đặt một cái giá trị dirty ở trong phần echo và đặt sai ở cái dirty ở trong cái phần reverb này, thì các bác có căn chỉnh các cái chức năng giả dụ như là cắt tần số thấp và tần số cao ở trong phần echo, cắt tần số thấp số cao ở trong phần reverb cũng như là cái echo delay hay là cái Z-mid này. Cái echo delay và cái Z-mid thì có lẽ rằng là các bác rất là quen thuộc với lại cái chức năng cũng như là về cái gọi là ngôn ngữ, về cái từ ngữ ở trong chức năng đấy. Thế nhưng mà những cái chức năng mà nó mang chất quyết định thì nó lại nằm ở những cái mà nó rất lạ đối với lại các bạn anh em mà ít khi va chạm vang số. Đó là cái dirty ở trong phần echo và dirty ở trong cái phần reverb nếu chúng ta đặt không đúng.
thì chất âm của cái chiếc con số này là nó rất giàu. Và kể cả là chế độ mặc định thì em đã chia sẻ với anh em rồi, tại sao những cái chiếc vang số của các cái công ty sản xuất âm thanh thuộc dạng là thương hiệu đi, JBL hay là Siso hoặc là X5, X6 của Vina chẳng hạn, thì như vậy là một những cái công ty thương hiệu về sản xuất về thiết bị âm thanh karaoke, cụ thể là vang số, nhưng người ta không thể đưa được ra những cái chế độ mặc định ở trên dòng vang số JBL. Thì như vậy chế độ mặc định là có 3 chế độ, chế độ bốp này, chế độ pro và chế độ stereo. Thì ở những chế độ này thì các anh em không thể hát được, không thể hát được. Cho nên là có một cái dở của các nhà sản xuất ấy, là không đưa ra được một cái thông số mà nó mang cái chất là nó tương đối phù hợp với lại các cái giọng hát của các anh em, cũng như là nó sẽ phù hợp với các cái bộ dàn khác nhau. Thế thì đây là cái chế độ mà nó là chế độ gọi là mặc định nhà sản xuất. Thì bây giờ em sẽ thử luôn, hiện giờ đang kết nối với chiếc vang số JBL KX180 và bây giờ sẽ thử luôn cái chế độ này. 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 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
này, đây là chế độ cũ này. Thì các bác thấy được là cái phần music này. Đây là chế độ 1 này. Chế độ người dùng 1 này, phần music, phần mic này. Mic 1, mic 2, mic 3 này. Effect này. Phần effect này. Phần đầu ra này. Thì bây giờ em sẽ thử cái chế độ cũ này. 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 10 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 Và bây giờ sẽ thử một cái chế độ mà em đã làm ở trên cái con số này, tức là chế độ số 7 này. Chế độ số 7. Các bác có thể tham khảo này, phần music này. Phần mic này, mic 1 2 này, mic 3 này. Phần effect này. Đây là phần effect ở trên chiếc vang số JBL-X180 này. Phần main này. Một phần ảnh hưởng nữa là cái phần main. Một cái tỷ lệ echo dì vọt ở trên phần main mà nó không phù hợp thì cái chất âm của chiếc vang số nó cũng sẽ không hay và nó sẽ không đem lại một cái mong muốn của người dùng. Mà một cái chip đời cao như là 21489 ở trên dòng vang số JBL-X180 là một con chip đời cao và một thương hiệu lớn mà nó không hay. Thì bây giờ em sẽ thử luôn cái chế độ mà em đã làm này. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 10 10 10 4 4 7 7 7 10 10 10 2 2 3 3 3 5 5 6 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
sự ảnh hưởng của cái sự can thiệp của cái người cài đặt là cái vấn đề, là vấn đề mấu chốt ở trên những chiếc vang số 7 và sẽ làm thay đổi được cái con chip đấy. Một chiếc vang số như 7-8 triệu mà căn chỉnh không tốt thì có khi còn không bằng những chiếc vang số như vậy là 1 triệu 2 triệu. Thế cho nên rằng là trên cái dòng vang số JBL thì cái vấn các cái chức năng khác, các tần số thấp, các tần số cao, rồi cái echo delay, rồi cái thời gian của dì vọt, rồi các pedal delay nó rất dễ thôi. Nhưng mà để có một cái độ mềm mại và một có một tính chất gọi là chân thật tình cảm thì nó ở những chức năng như là cái dezibon của echo, dezibon của dì vọt. Ngoài ra ở trên phần bên thì cái tỷ lệ echo dì vọt chúng ta phải là đặt một cái giá trị hợp lý. Thế quay trở lại với lại chiếc vang số của cái chú em ở Thái Bình này chẳng hạn, thì đây cũng là một chiếc vang số, đây là một chiếc vang số rất là cao cấp của hãng Shiso 1080M và hiện giờ là đang kết nối với lại phần mềm. Đây là phần mềm và sẽ gọi cái chế độ số 1 này ra này, gọi chế độ số 1 này ra thì ngay ở cái phần đầu vào, ngay cái chế độ noise gate này, đây có thấy được là chế độ noise gate ở trong cái dòng Shiso chi bát này, nếu như mà chúng ta đặt không đúng tầm thì cái chất âm của phần mic đã kém rồi. Còn ngoài ra thì ở cái phần đầu ra nữa, đây các bác thấy được là cái phần đầu ra, cái DJ này. Cái DJ này thì nhà sản xuất đang đặt là 100% là giá trị tối đa, nhưng mà đối với em thì em đặt 94%. Và các bác anh em có thể là tham khảo về cái tỷ lệ echo dì vọt ở trên cái chiếc vang số 1080M hàng bãi này. Đây là cái tỷ lệ echo dì vọt. Và cũng một vấn đề cũng rất quan trọng trên đầu ra, tức là cái DJ.
đôi khi các bác anh em đặt sai vào cái digest này thì chúng ta có căn chỉnh ở cái đầu vào này. Đầu vào thì nó cũng đơn giản thôi, nó cũng chỉ có gì vật level, gì vật lay, rồi gì vật thai, rồi echo level. Nó những mục này thì có lẽ rằng các bác cũng rất là dễ nắm bắt được. Thế nhưng một vấn đề là cái noise gate ở đầu vào cũng như là cái đầu ra, chúng ta sẽ đặt một cái tỷ lệ echo gì vật là bao nhiêu. Đây là cấu hình số 1 này, còn cấu hình số 2 này, đây là cấu hình số 3 rồi, ấn nhầm. Ấn sang số 2 đi. Số 2 này. Thì cái vấn đề về cái reject này ở trên dòng bằng số 1080M mà đang chạy cái phần mềm 3.3 này thì đang để ở 94%. Nhưng mà có sự thay đổi về cái tỷ lệ cho dị vật, có sự thay đổi về tỷ lệ cho dị vật. Và chế độ 3 nữa này. Chế độ 3. Chế độ 3 là cái chế độ mà cũng có sự thay đổi, nhưng mà cái reject này vẫn là 94%. Và cái tỷ lệ cho dị vật, đây như các bác anh em có thể nhìn thấy này. Và chế độ 4 là chế độ dị vật này. Chế độ 4 là chế độ dị vật. Thì cái chế độ dị vật này, ở đây các bác thấy được rằng là có thay đổi một chút về cái digest thôi, digest. Thế chuyển sang như vậy là cái dòng băng số DX. Vào dòng băng số DX thì chạy cái con chip 21375 và cũng được rất nhiều các bác anh em ưa chuộng. Thế thì bây giờ em ấy gọi 6 chương trình ở trên cái dòng băng số DX này ra để cho các anh em thấy được rằng là cái sự thay đổi nó như thế nào. Đây là chương trình đầu tiên này. Thì ở trong băng số DX ấy, về cái phần mic thì các anh em cũng dễ nắm được thôi, kể cả là nếu căn chỉnh tốt ở phần effect hay là phần đầu ra, thì kể cả là ở cái phần đầu vào ở trong cái giải quay dư của phần mic để về chế độ như vậy là bypass chẳng hạn, chất âm mic nó vẫn hay. Bởi vì chúng ta đã đạt được những cái giá trị ở trong phần effect, trong đó có cái digest này là 39 ở trong echo và 319 ở trong reverb. Thì em chia sẻ với các anh em rất nhiều về cái digest ở trong cái hiệu ứng echo và cái digest ở trong hiệu ứng reverb. Đây là những cái con số mà em đã rút kinh nghiệm mà trải qua rất nhiều năm tháng để mà đưa ra những con số mà nó tương đối chính xác thôi, tương đối chính xác. Có thể từng cấu hình em sẽ thay đổi ở cái digest này, có thể là 18 hoặc 19 hoặc 20, hoặc là ở trong cái phần digest echo này có sự thay đổi ở trong phần digest. Đấy là một vấn đề. Hai nữa là cái vấn đề đầu ra. Để có một chất âm mà nó gọi là khác biệt thì cái vấn đề đầu ra, ở đây là chế độ đầu tiên các bác có thể là tham khảo ở cái đầu ra của trên cái dòng số DX. Và tiếp đến là sẽ gọi cái chế độ thứ hai ra. Gọi chế độ thứ hai ra chẳng hạn thì các bác sẽ thấy được là cái sự thay đổi ở trong cái phần đầu ra. Thì mỗi một chế độ thì ở cái phần đầu ra này các bác thấy nó có sự khác biệt đúng không? Đây là ở phần đầu ra, phần main này là có sự khác biệt ở phần đầu ra. Và tiếp đến là ở cái chế độ gen mic định giọng này thì mỗi một chế độ nó sẽ có những sự thay đổi ở cái phần đầu ra này. Các bác thấy được rằng ở cái phần đầu ra này có sự thay đổi về cái tỷ lệ echo dị vật. Cái này nó sẽ là một cái tính chất mà nó khác biệt ở trên các chế độ ở trên cái dòng băng số DX. Đây là chế độ dị vật này. Chế độ dị vật. Đây chế độ dị vật. Các bác có thể thấy được là chế độ dị vật. Và tiếp đến là cái chế độ echo này. Thì mỗi một chế độ này thì cái tỷ lệ echo dị vật ở trên cái phần đầu ra này là nó khác. Nó sẽ là mang tính chất đặc tính của những cái chế độ mà em đã làm ở trên cái dòng băng số DX. Và một chế độ nữa là chế độ thừa bát thiếu check này. Thừa bát thiếu check. Thì mỗi một chế độ này thì nó có sự thay đổi về cái tỷ lệ echo dị vật. Nó mang cái đặc tính của từng chế độ mà em đã làm ở trên cái dòng băng số X. Thì vừa rồi thì cũng là ba chiếc băng số mà nó có những cái tính chất là sử dụng những cái con chip khác nhau. Giả dụ như là cái đời X này, này thì nó sẽ sử dụng con chip đời thấp hơn. Còn cái 1080M và cái JBL KX180 thì nó sử dụng cái con chip đời cao hơn. Thế nhưng mà chúng ta phải can thiệp vào cái vấn đề căn chỉnh, thông qua cái vấn đề căn chỉnh thì chúng ta sẽ can thiệp và căn chỉnh nó, chứ không phải là như vậy là khi mà đưa về chế độ mặc định mà dùng được. Như JBL này hoặc là 1080 đưa về chế độ mặc định không bao giờ hát được, không bao giờ dùng được. Và cái 1080 cũng thế, 1080 này đưa nó về chế độ reset không bao giờ dùng được. Đưa về chế độ reset chẳng hạn, đây là chế độ reset không bao giờ dùng được. Thế cho nên rằng là một cái vấn đề là khi mà căn chỉnh băng số thì phải can thiệp rất nhiều, chưa nói gì cái vấn đề mà
trong cái rãnh dơ hay là cái tỷ lệ cái cho gì vọt, rồi các tần số thấp, rồi các tần số cao, rồi cái noise gate, rồi cái compressor ở trên băng số. Cho nên làm một chiếc băng số là nó đòi hỏi một sự tổng thể ở trên băng số, chứ không phải là như vậy là cái việc mà như vậy là chúng ta có thể là ao ao, chúng ta alo trên mic chúng ta cảm thấy nó sáng 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 tiếng, hoặc là cảm thấy là như vậy tiếng nó to nó rõ mà hát đã hay, bởi vì nó đòi hỏi cái sự nhuần nhuyễn, cái độ dẻo độ quyện của cái phần âm sắc thì chúng ta mới dễ hát. Thì thông qua cái chiếc băng số của cái bác ở Hải Dương gửi đến căn trình, thì em chia sẻ với các anh em là cái sự ảnh hưởng trong cái vấn đề cài đặt đến những con chip ở trên băng số để các anh em có thể nắm được. Và em sẵn sàng chia sẻ với các anh em cái cấu hình ở trên cái dòng băng số gì là cái 180 để cho các anh em mà biết về phần mềm, biết máy tính thì các anh em có thể áp dụng được, nó được tốt hơn.